Từ lâu thì ô tô không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là tác phẩm nghệ thuật di động, làm nên tên tuổi các nhà thiết kế danh tiếng, đồng thời cũng là món đồ thể hiện đẳng cấp của người sở hữu. Với độ chịu chơi khét tiếng thì nhiều tỷ phú đặt hàng các nhà sản xuất siêu xe lừng danh chỉ tạo ra đúng một chiếc xe độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai trên toàn thế giới. Do sản xuất số lượng giới hạn đặc biệt nên nhiều đại gia thế giới có tiền cũng chưa chắc đã mua được những chiếc siêu xe quý hiếm này. Các bạn thì có thắc mắc đó là những chiếc siêu xe nào hay không? Hãy cùng Taka tìm hiểu ngay và luôn trong video ngày hôm nay nhé. Nào, cùng mình đến với 7 siêu xe chỉ sản xuất đúng một chiếc trên toàn thế giới. Ở vị trí thứ 7 thì đó chính là Porsche 935 Stabenn Version. Porsche AG, thường được gọi tắt là Porsche, là một công ty chuyên sản xuất xe hơi thể thao hạng sang của Đức, thương hiệu con trực thuộc tập đoàn ô tô số 1 thế giới Volkswagen AG. Công ty hiện đặt trụ sở chính tại thành phố Stuttgart, phía nam của nước Đức. Porsche có một lịch sử lâu đời với những chiếc xe thể thao, trong số đó là cả những chiếc xe phiên bản hạn chế dành cho đường đua lẫn đường phố. Dựa trên cơ sở ở chiếc Turbo 930 thương mại, Porsche đã phát triển ra những chiếc 935 để tham gia nhiều giải đấu khác nhau và đạt được những thành công vang dội. Tuy nhiên, phiên bản thương mại của 935 chỉ có 2 chiếc ở trên thế giới, trong đó một chiếc là bản độ được nhà tài phiệt Wanderwurf người Áo đặt làm riêng. Chính vì vậy thì trên thực tế có đúng một chiếc 935 Street do Porsche sản xuất, và nó cũng là chiếc xe đầu tiên lịch sử được bộ phận Porsche Exclusive chế tạo. Nó được chế tạo dành riêng cho Mansell Ozay, người sáng lập tập đoàn công nghệ cao TAG Group, có mối quan hệ thân thiết với Porsche. Ferrari GT50. Ferrari SPA là một công ty sản xuất siêu xe thể thao của Ý do Enzo Ferrari sáng lập vào năm 1929. Tên tuổi của hãng gắn liền với các cuộc đua, đặc biệt là cuộc đua ô tô công thức 1. Ferrari hiện là hãng sản xuất siêu xe nổi tiếng nhất thế giới và luôn là số 1 khi nhắc đến những mẫu xe hiệu suất cao. Ferrari thường sản xuất những mẫu xe bản đặc biệt và có số lượng giới hạn, giá đắt đỏ nhằm kỷ niệm kỷ nguyên siêu xe của mình hoặc là tri ân khách hàng thân thiết của hãng. Dựa trên nền tảng của mẫu Ferrari Scaletti 612, còn xe Ferrari GT50 được xây dựng để kỷ niệm 50 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế xe hơi của Giorgetto Giugiaro. Chiếc xe được vẽ tay bởi chính Giugiaro. Ferrari GT50 là chiếc coupe 2+2 chỗ ngồi lấy cảm hứng từ F1 và có những nâng cấp kỹ thuật. Xe sử dụng động cơ V12 góc 65 độ, sản sinh công suất 540 mã lực kết hợp cùng hộp số tự động điện tử. Sau 50 năm cống hiến cho ngành thiết kế xe hơi thế giới, tôi quyết định chế tạo chiếc Ferrari để ghi nhớ một trong những cuộc phiêu lưu vĩ đại và thú vị nhất của gia đình Giugiaro. Ông đã nói mẫu xe giống thiết kế và cũng chính là khách hàng tại triển lãm Tokyo 2005. Năm, Lamborghini Aventador G. Automobili Lamborghini SPA, thường gọi tắt là Lamborghini, là nhà sản xuất siêu xe thể thao cao cấp của Italy, có trụ sở chính và xưởng sản xuất đặt tại San Agata, Bolognese, gần Bologna, Italy. Hiện tại thì Lamborghini là công ty con thuộc tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới Volkswagen AG của Đức. Lamborghini cũng cạnh tranh Ferrari và hàng loạt tên tuổi lớn khác trong ngành công nghiệp xe hơi thể thao. Filippo Perini, vị kỹ sư thiết kế Lamborghini Aventador G cho biết, vào giữa tháng 1 thì giám đốc điều hành Stephen Wickerman yêu cầu ông và nhóm thiết kế hãy tạo một sản phẩm đặc biệt để mang tới triển lãm Geneva. Và 6 tuần sau đó, Aventador G đã ra mắt người hâm mộ. Không mùi, không kính chắn gió kiểu Spencer là hiện thân của sự độc đáo và ấn tượng. Và dù là cho có nhiều điểm giống nhau giữa Aventador và Aventador G, nhưng hai siêu xe chỉ chia sẻ một thành phần cấu tạo thân xe, trong đó có nắp capo, ba đờ sốc, đèn pha. Mọi thứ khác đều được làm riêng cho Aventador G. Chỉ sau vài ngày xuất hiện tại Geneva, Aventador G được bán cho một nhà sưu tập giấu tên với giá là 2,74 triệu USD. Đây thì cũng là siêu xe giá siêu đắt nhưng lại không có điều hòa, không hệ thống định vị vệ tinh, tất cả vì mục tiêu giảm trọng lượng. Dựa trên nền tảng Aventador LP704 Coupe, Aventador G sử dụng động cơ V12, dung tích 6,5 lít, công suất 691 mã lực. Phần lớn các chi tiết của thân đều được thiết kế lại, hai thanh an toàn bố trí thêm ở sau ghế đơn. Bốn, Ferrari SP12 EC. Ferrari SP12 EC là siêu xe độc nhất vô nhị được thiết kế theo đơn đặt hàng của ca sĩ nghệ sĩ guitar Eric Clapton. Siêu xe Ferrari SP12 EC chỉ có một chiếc duy nhất, trị giá là 4,75 triệu đô la Mỹ.
Một phần rất đặc biệt ở mỗi siêu xe Ferrari đó là hầu như mỗi chiếc đều có những sự khác biệt mang tính cá nhân của khách hàng. Ngôi sao nhạc rock Eric Clapton từ lâu được biết đến là khách hàng trung thành của Ferrari, và khi ông yêu cầu một phiên bản đặc biệt của siêu xe 458 Italia nhằm tôn vinh vẻ đẹp của chiếc 512BB mà ông đang sở hữu, Ferrari và Pininfarina đã ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của Clapton. Ferrari SP12EC được phát triển dựa trên mẫu 458 Italia. SP là viết tắt của Spesso Project, dự án đặc biệt. 12 thì ý chỉ mẫu xe Ferrari 512BB mà hãng lấy cảm hứng để thiết kế. EC là viết tắt của Eric Clapton. Ferrari SP12EC sử dụng động cơ 4.5 lít V8, công suất 419 kW, mô men xoắn 540 nm. Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 3,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa là 325 km/h. Ở vị trí thứ 3 thì đó chính là GM EcoZ. Zero Motor Corporation GM là một hãng sản xuất ô tô Hoa Kỳ, đóng trụ sở Detroit, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Đây là hãng sản xuất ô tô lớn thứ nhì thế giới sau Toyota, theo xếp hạng doanh số toàn cầu năm 2008. Là người đi đầu trong việc tự nâng cấp và thiết kế linh kiện xe hơi trong lĩnh vực giải trí, diễn viên hài người dẫn chương trình Jay Leno đã yêu cầu GM sản xuất riêng cho mình một siêu xe thân thiện môi trường. GM EcoZ có hai thùng nhiên liệu riêng biệt, một thùng đi chứa nhiên liệu sinh học và một thùng chứa nhiên liệu xăng máy bay. Xăng máy bay được dùng để kích hoạt tua bin khí dễ dàng hơn, sau đó sẽ phun nhiên liệu sinh học để tiếp tục quá trình đốt cháy. Động cơ EcoZ kết hợp tinh túy của hãng GM và bộ phận thiết kế riêng của Jay Leno cho phép tốc độ tối đa chiếc xe tăng thêm 240 km/h và mô men xoắn 500. Chiếc xe xây dựng trên nền tảng siêu xe Chevrolet C6 Corvette và có thể chạy bằng dầu thực vật. Hai, Ferrari P45. Cách đây đúng 10 năm, một chiếc Ferrari được đặt hàng theo yêu cầu tỷ phú James Glickhouse, mang tên là P45, được Pininfarina giới thiệu. Mẫu xe được thiết kế pha trộn giữa phong cách xe đua cổ điển và tính năng hàng đầu trên Ferrari Enzo. Một thành viên của hoàng gia Ả Rập đã trả giá 40 triệu đô la Mỹ, gấp 10 lần giá gốc để sở hữu chiếc xe này từ tay tỷ phú James Glickhouse, nhưng không được ông đồng ý. Tất cả thiết kế của P45 được thực hiện bằng máy tính với các bản vẽ mô phỏng 3D. Bộ khung Enzo vẫn được giữ lại, tuy nhiên phần vỏ được thay thế bằng nhiều mảng sợi carbon uốn cong. Dự án này mất gần 1 năm để hoàn thành, bắt đầu từ tháng 9 năm 2005. Nhờ hỗ trợ công nghệ, các mảnh sợi carbon được cắt chính xác và ghép vào vị trí, không hề có sai số. Với khối động cơ là V12, công suất 650 mã lực nhưng chỉ nặng có 1199 kg, P45 thể tăng tốc từ 0 100 km/h chỉ trong vòng 3 giây. Tốc độ tối đa của nó đạt 362 km/h. Và vị trí đầu tiên thì đó chính là Maybach Accelero. Maybach Motorrambo là một hãng xe sản xuất ô tô hạng sang của Đức, thành lập vào năm 1909 bởi Wilhelm Maybach và người con trai của ông là Karl Maybach. Thiết kế dựa trên khung gầm của Maybach 57 Limousine, Accelero mẫu xe siêu sang trọng, siêu nhanh và cũng siêu đắt. Tuy xuất hiện cách đây tận 10 năm, nhưng Accelero Concept vẫn được trang bị hàng loạt những công nghệ tiên tiến và hiện đại bậc nhất. Vượt qua đại diện có máu mắt trong giới siêu xe thuộc các hãng như Bentley, Bugatti, Rolls-Royce hay Maserati, chiếc Accelero có mức giá khiến nhiều người phải choáng váng, 8 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 168 tỷ Việt Nam đồng. Xe này từng có màn thể hiện cùng rapper nổi tiếng Jay-Z trong MV nhạc Lord On. Sau đó xe được sang tên cho rapper Brian Birdman William và kể đến là một chủ nhân bí ẩn ở Đức. Maybach Accelero được ra mắt vào năm 2004. Nó có sức mạnh cơ bắp cũng khủng không kém giá tiền của mình. Siêu xe được trang bị động cơ công suất tới 700 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 738 nm. Với sức mạnh này thì Maybach Accelero chắc chắn sẽ làm thỏa mãn những tay lái yêu tốc độ cao, khi có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vòng 4,4 giây. Và đạt vận tốc cực đại là 351 km/h. Xe này có 4 chỗ ngồi, nặng 2.654 kg và được trang bị động cơ V12 tăng áp kép. Được biết là phải mất đến 25 tháng thì Maybach Motorrambo mới hoàn thành được mẫu xe này.
Và video ngày hôm nay thì đến đây cũng là hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Tagline Channel ngay lập tức đón xem những video mới nhất của mình. Chân anh cảm ơn anh em.